Ok bạn ơi, tàu chạy rồi bạn. Tàu kéo dài 6 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra Tháp Chàm thì em rất mệt, nhưng mà em rất là choáng ngợp với cái sự đẹp của thiên nhiên với bạn. Bây giờ mọi người hãy cùng Khang tham quan khách sạn Sài Gòn Ninh Kỷ nhé. Xin mời. Bây giờ mình sẽ được mời vào country. Ly nước này là nước dưa hấu. Còn ai uống nước trà, uống nước trà là nước dưa hấu. Mình xem thử nha. Đúng chuẩn vị dưa hấu tươi. Quầy lá tôm. Rồi chúng ta sẽ đi lên coi phòng như thế nào bạn nha. Dân tộc Chăm. Đây là cháu của Chế Linh, tên là Chế Lại. Mày mấy? 73 hả? Lại đây. Mày lên 5. Rồi. Đây là quầy thẻ mở cửa nha mấy bạn. Cái khu này là lúc trước là tôi giới thiệu. Đó, nó sáng đèn lên nè. Rồi mở. Wow, phòng này. Đây, mình sẽ bật điện. Cái đất này chắc từ xưa ông làm cái biệt thự gì đó. Đây là phòng nhỏ. Đó, đưa mẹ cho con lấy. Đây, lấy năm đâu mẹ. Mình Minh. Nghe bài hát. Ơi, đây là con Dì Kinh Tư Sứ và Sáu Ngọc Khúc Sẹo. Nước là con trà cà phê. Đây là đường. Đây là cái view biển. Đó, đẹp ngon. Ở đây có cái hồ bơi này, hồ bơi này để mình dùng. Mình muốn hay không là 703 cái 705 đi. Hay là 703 thì về bây giờ chúng ta cứ đi qua 705 như thế nào nha. Này, chính là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì có cái bồn tắm. Cái này thì là cho kính. Một cái thang nhỏ nha. Chúng ta sẽ đi qua 705. Đợi. Đó, ở đó. Chiều nay mình không biết là có chơi cái trò gì đó hay không. Đó, trò đó, hồi trước đi mình hơi. Mình biết có mô tô lướt không nhỉ? Mô tô nước không nhỉ? Chắc là
chị đi chơi. Mọi người qua đây. Đây. Đây, ở bên kia là 705 nè. Đây là một cái giường đơn, hai giường đơn phòng, hai giường đơn. Xếp rất là gọn gàng và trong này là phòng vệ sinh cũng y chang luôn mấy bạn à. Máy sấy tóc nè. Chải, bồn tắm, bồn cầu. Ở đây có một cái điện thoại. Alo. Dạ. Đây có cái dép. Đấy rồi. Để quay rồi. Rồi à, để chiều coi mình có chơi đi đâu chơi không. Nếu mà mình chơi thì mình sẽ quay lại, quay video cho các bạn coi nha. Giờ là nghỉ ngơi. Và video kết thúc tại đây. Nếu bạn thích video này hãy like và share, subscribe cho mình nhé. Bye bye. Okay. Hẹn gặp lại buổi chiều nay nha.